có dịp về Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình, xin mời các bạn, quý thầy cô và tất cả mọi người sẽ về thăm trường chúng em, trường tiểu học số 1 Hoàn Lão. Trường chúng em được gọi tên từ năm 1998, nhiều năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc, là liên đội luôn đạt vững mình xuất sắc. Ban giám hiệu và liên đội luôn tạo điều kiện cho chúng em vui chơi học tập, tạo nhiều sân chơi cho chúng em rèn luyện. Chúng em được hiểu thêm về quê hương đất nước, lịch sử, truyền thống cha ông. Thứ hai đầu tuần là những buổi sinh hoạt tập thể mà chúng em ghi nhớ nhất. Tất cả đều nghiêm trang, linh thiêng, nhìn về lá cờ tổ quốc phấp phới tung bay. Là bài quốc ca vang lên như một lời nhắc nhở, nhắn nhủ tới chúng em. Vâng, thật tự hào và thật vinh quang. Một, bốn, giữ gìn vệ sinh thật tốt, năm, khiêm tốn thật thà dũng cảm. Và chúng em thật vui vì mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Chúng em đã được nhà trường cho đến những địa chỉ đỏ, nơi đây là những dấu tích minh chứng lịch sử ghi đầm dấu ấn của thế hệ cha ông để chúng ta có được ngày hôm nay. Ga Kẻ Rẫy là di tích lịch sử của huyện nhà, cách trung tâm thị trấn Hoàn Lão về phía tây chừng 1 km. Di tích nằm ở địa giới hành chính thuộc tiểu khu 7 thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình. Nơi đây diễn ra sự kiện thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Quảng Bình trên cơ sở Ban vận động Đông Dương. Ngày 22 tháng 4 năm 1930, chi bộ được thành lập với 3 đồng chí và sau đó kết nạp thêm nhiều đồng chí khác trên địa bàn. Từ đó khơi dậy phong trào yêu nước trong nhân dân và là khởi đầu cho những phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp tại Quảng Bình. Năm 2001, Ga Kẻ Rẫy được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Cứ đến các ngày lễ lớn và đặc biệt là ngày 22 tháng 4, bao thế hệ cháu con đã về đây dâng những nén hương, tưởng nhớ đến anh linh, các anh hùng liệt sĩ, những người có công trong công cuộc giải phóng dân tộc. Trong hành trình này, luôn có sự tham gia của chúng em, là liên đội được nhận chăm sóc di tích. Từ đó, chúng em càng hiểu thêm lịch sử và truyền thống ông cha. Tượng đài Mẹ Suốt được khánh thành năm 2003. Tượng đài khắc tên hình ảnh Mẹ Suốt, anh hùng Nguyễn Thị Suốt, sinh năm 1906 tại Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình. Ước tính mỗi năm Mẹ Suốt có 1.400 chuyến đò chở bộ đội, vũ khí và lương thực tiếp tế qua lại giữa hai bờ sông Nhật Lệ. Năm 1967, Mẹ Suốt được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đến ngày 13 tháng 10 năm 1968, Mẹ đã hy sinh trong một trận càn quét ác liệt của máy bay Mỹ. Nhắc đến tên Mẹ Suốt, không ai không thể không nhớ đến nhà thơ Tố Hữu, nhà thơ cách mạng với những dòng thơ đã đi vào lòng người. Lặng nghe mẹ kể ngày xưa, trang trang cồn cát nắng trưa Quảng Bình. Mẹ rằng quê mẹ Bảo Ninh, mênh mông sóng biển lênh đênh màn thuyền. Ngẩng đầu mái tóc mẹ rung, gió lay như sóng biển tung trắng bờ. Gan chi gan rứa mẹ nờ, mẹ rằng cứu nước mình chờ chi ai. Nay tượng đài Mẹ Suốt sừng sững hiên ngang bên dòng sông Nhật Lệ hiền hòa. Mẹ là biểu tượng cho hình ảnh người con gái Việt Nam, người phụ nữ Quảng Bình anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Tượng đài Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình được khánh thành là ước nguyện thiêng liêng của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Bình, nhằm ghi dấu sự kiện lịch sử trọng đại kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình 16 tháng 6 năm 1957, 16 tháng 6 năm 2020.
với 100 đại biểu cháu ngoan bác Hồ xuất sắc năm học 2019-2020. Chúng em được về đây kính cẩn nghiêng mình dâng nén hương thơm tưởng nhớ đến bác Hồ muôn vàn kính yêu và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Được đọc và ghi nhớ tất thảy các thông tin về danh sách các anh hùng liệt sĩ, chúng em càng tự hào hơn về thế hệ cha ông đi trước. Chúng em nguyện hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện hơn nữa để mãi xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu bác Hồ kính yêu. Vâng.